Mỗi chúng ta sinh ra ở kiếp này đều là đang đến để trả nghiệp cho nhiều kiếp trước. Khi mà nghiệp đủ chín thì nó trổ ra thì mình phải trả, mình phải chịu những khổ đau mà chính bản thân của mình đã tạo. Những người chưa cảm thấy nghiệp trổ là vì nó chưa trổ, chứ không phải nó không đến, chỉ là nó đến sớm hay muộn, đến bằng cách này hoặc cách khác thôi. Mình nợ ai thì mình phải trả cho đầy đủ. Không có chuyện Đức Phật hô biến cho món nợ đấy biến mất đâu. Nhưng nếu trong thời gian nghiệp trổ, bạn có đức và phước dày, bạn thấu hiểu Phật giáo và sống thiện lương, tâm của bạn vững chãi, thì bạn sẽ vẫn hoan hỷ đón nhận những nghịch cảnh đó bằng một cái tâm kiên định. Khi mà nghiệp đến, đừng nản lòng hay suy nghĩ tiêu cực. Việc của bạn nên làm là biết ơn những gì đang diễn ra, dù là vui hay buồn, dù không khỏe ở thân, thì cũng phải giữ luôn cho tâm mình được tùy hỷ với tất cả. Khi mà bạn sẵn sàng đón nhận những thứ không may đó và bạn trả xong cái nghiệp đó, thì mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bạn. Hãy luôn nhắc nhở bản thân làm những việc thiện lành, tu theo Phật Pháp, siêng làm việc thiện, tránh làm việc ác. Thì khi bạn trải qua được giai đoạn trải nghiệp đó, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.